và các bạn, nếu như trước đây câu chuyện về xã Tân Hưng là một trong những địa phương thuần nông có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất nhì thành phố Hưng Yên, thì nay câu chuyện đó chỉ còn là chuyện cổ tích. Bởi vì sau hơn 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, người dân Tân Hưng có cảm giác như vẫn đang nằm trong mơ, nhưng đó hoàn toàn là sự thật. Tân Hưng giờ đây thực sự đã thay da đổi thịt, nhiều ngõ xóm chẳng khác gì phố trong làng, làng trong phố, đời sống vật chất tinh thần của người dân được cải thiện và nâng cao rõ rệt. Có được kết quả này cùng với sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo sát sao của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thành phố Hưng Yên thì phải kể đến sự vào cuộc tích cực, quyết liệt và đồng bộ của cả hệ thống chính trị, các đoàn thể, đặc biệt là sự hưởng ứng, ủng hộ nhiệt tình của mọi tầng lớp nhân dân trong xã. Tân Hưng chúng tôi mà thực ra trước kia nghèo lắm, đường xá nội nụt, đây xóm tôi vẫn có cái tên là xóm ngõ thụt thôi, đi từ đây vào đây là nội, ruộng đất không có mà tư liệu người nông dân trong tay không có gì, cho nên là cứ phải đi kiếm ăn lung tung, cho nên tất cả trong đất nước Việt Nam là chỗ nào có nhãn là quê tôi đều phải đi hết, nhãn với sen để đi kiếm ăn hết. Tân Hưng ngày xưa thì thực tế là nói là ngày xưa làng tôi đây nghèo lắm, bây giờ là gọi làng tôi đây gọi là cái xóm ngõ thụt. Tại sao gọi ngõ thụt? Nó lội lầy và nó nhỏ bé, nó rất khổ, đường chật hẹp khó khăn, đi lại khó khăn thì kinh tế cũng không thể phát triển được, được bữa nay mất bữa mai. Trao đổi với chúng tôi, các đồng chí lãnh đạo địa phương cho biết, kể từ khi triển khai thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, với quyết tâm vượt mọi khó khăn để vươn lên, bên cạnh sự quan tâm, giúp đỡ, chỉ đạo sát sao của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thành phố là sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả Đảng bộ và nhân dân Tân Hưng. Trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện các tiêu chí, điểm nổi bật và rất đáng trân trọng, người dân Tân Hưng đã phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, huy động được tất cả các nguồn lực để xây dựng nông thôn mới. Chính vì thế, sau 7 năm kể từ ngày triển khai, năm 2018, Tân Hưng đã về đích xã nông thôn mới. Sau đó 2 năm, năm 2020, Tân Hưng đã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao và đang hội đủ các tiêu chí để trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu. Tân Hưng chúng tôi có cái lợi thế trong những năm qua thì được sự quan tâm của cấp trên là xây dựng đường dẫn cầu Hưng Hà, nối đường hai đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng và cầu rẽ Ninh Bình. Đây là một cái hướng nối đi để mà nhân dân chúng tôi giao thương các cái hàng hóa vào địa phương để giúp cho phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Đặc biệt là Tân Hưng có 7 km đường sông Hồng và sông Luộc. Đây là điều kiện thuận lợi để thực hiện đề án số 01 của tỉnh ủy, của thành ủy về chuyển đổi cơ cấu cây trồng phát triển vùng kinh tế nông thôn. Thế và phía nam của cửa ngõ vào thành phố Hưng Yên, đây là điều kiện thuận lợi để Tân Hưng chúng tôi phát triển kinh tế. Trong cái chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chúng tôi vận động nhân dân hiến đất để làm đường, người dân trên địa bàn của xã hiến đến hơn 4.000 mét vuông đất ở và đất nông nghiệp để tham gia vào cái đường giao mở rộng đường giao thông nông thôn. Thế và đến nay thì các tuyến đường giao thông nông thôn của xã Tân Hưng thì có diện tích là từ 6,5 đến 9,5 mét. Đây là một cái điều kiện thuận lợi để giao thương hàng hóa phát triển. Các đồng chí lãnh đạo địa phương cho biết, chỉ tính riêng năm 2023, xã Tân Hưng đã tiếp nhận và tiếp tục triển khai thực hiện 8 công trình, dự án với tổng kinh phí hơn 76 tỷ đồng. Trong đó có 6 dự án cải tạo, nâng cấp các tuyến đường giao thông. Với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát và dân thụ hưởng, việc hiến đất làm đường đã trở thành phong trào ở tất cả các thôn trong xã. Tại thôn Tiển Phong, theo báo cáo của đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng thôn, trong năm 2023 đã có trên 30 hộ tự nguyện hiến hơn 700 mét vuông đất, tháo dỡ nhiều công trình trên mặt đất, chặt hạ nhiều cây cối hoa màu, ủng hộ tiền, ngày công và nhiều tài sản trên đất để mở rộng đường giao thông. Gia đình ông Trần Thanh Tuyển là một ví dụ điển hình. Trước kia là con đường chiều ngang của nó là nó chỉ có 3 mét thôi. Khi nhận được cái chương trình này thì nói chung là 100% bà con xã viên và trong thôn là hưởng ứng. Thôn tôi là bảo giải tỏa là có đúng một nửa buổi chiều. Riêng gia đình nhà tôi là hiến đất vào là chiều rộng của nó là 2m3 đến 2m4, chiều dài 70m. Song song với đẩy mạnh phát triển hệ thống giao thông phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội, trong những năm qua, địa phương còn tạo mọi điều kiện dành sự quan tâm tới việc bảo lưu và phát triển nghề truyền thống của quê hương. Nghề làm bún đậu ở thôn Viên Tiêu
vốn được coi là nghề cha truyền con nối, nổi tiếng từ nhiều đời nay. Thời điểm phát triển, cả làng nghề có gần 100 hộ làm nghề. Những năm gần đây, sản xuất đã được áp dụng cơ giới hóa, số hộ làm nghề giảm chỉ còn hơn 30 hộ. Tuy nhiên, sản lượng và thu nhập lại tăng lên. Trung bình một ngày, mỗi gia đình làm bún đậu trong thôn sản xuất được 2 tới 5 tạ sản phẩm. Mùa nắng nóng, sản lượng bún đậu tăng mạnh, người lao động có thu nhập từ 300 đến 500 nghìn đồng trên ngày. Bún thì trước hết là gạo, thì chọn gạo nó ngon, thì sản phẩm thì nó ra sản phẩm ngon được. Bình quân gia đình làm những ngày 5-6 tạ. Nhằm phát huy lợi thế nằm ở vùng đất bãi sông Luộc, Phù Sa, Mổ Mỡ, trong những năm qua, địa phương đã khuyến khích, động viên, tạo điều kiện để ba hợp tác xã ra đời và phát triển. Điều đáng nói, cả ba hợp tác xã đều thực hiện mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, OCOP, OTAS. Trong đó, hợp tác xã cây ăn quả và chế biến nông sản chủ yếu trồng các loại cây ăn quả đặc sản và chế biến nông sản như mật ong, long nhãn, hạt sen. 100% sản phẩm của hợp tác xã được chế biến sâu, có tem mác, truy xuất nguồn gốc rõ ràng, góp phần tạo lập vị thế cho nông sản địa phương trên thị trường. Với cách làm bài bản, khoa học, vì sự phát triển của hợp tác xã, vì sự đi lên của quê hương, nên hợp tác xã đã thu hút đông đảo thành viên tham gia. Đến nay, hợp tác xã có hơn 100 thành viên, là một trong những hợp tác xã có số lượng thành viên đông nhất trên địa bàn tỉnh. Mỗi năm, hợp tác xã chế biến được khoảng 500 tấn long nhãn, 150 tấn hạt sen, 30 tấn mật ong, 10 tấn bột sắn. Trong thời gian qua thì hợp tác xã cây ăn quả và chế biến nông sản Tân Hưng thì tận dụng cái nguồn nguyên liệu sẵn có của địa phương, thì hợp tác xã đã ngoài cái việc mà nâng cao cái chất lượng của sản phẩm thì đã thay đổi các cái bao bì mẫu mã phù hợp với cả thị hiếu của người tiêu dùng và nâng cao cái tầm của sản phẩm đặc sản của Hưng Yên lên. Ví dụ như là mật ong, long nhãn, hạt sen và bột sắn dây thì bốn cái sản phẩm chủ đạo của hợp tác xã thì đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh chứng nhận là đạt chất lượng OCOP 3 sao. Năm nay cái hợp tác xã đã cho ra một cái sản phẩm mới, đó là độc đáo, đó là tận dụng cái long nhãn. Trước kia chúng ta chỉ có long nhãn truyền thống, tuy nhiên thì bây giờ năm nay là có long nhãn lồng hạt sen bên trong. Hợp tác xã đã xuất ra ngoài thị trường trên 5 tấn long nhãn lồng hạt sen. Thực hiện tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất trong chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, tận dụng diện tích mặt nước sông Luộc chảy qua địa bàn xã, hợp tác xã Quyết Thắng đã mạnh dạn đầu tư nuôi thả cá lồng. Đây cũng là hướng phát triển kinh tế góp phần nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Cùng với thâm canh, sản xuất, chế biến nông sản, 10 thành viên của hợp tác xã còn tập trung phát triển nuôi cá lồng với nhiều loại cá như chấm, chép giòn, diêu hồng. Tính riêng năm 2023, sản lượng cá thương phẩm hợp tác xã cung cấp ra thị trường khoảng 450 tấn, doanh thu đạt trên 24 tỷ đồng. Nhằm phát triển đa dạng các dịch vụ, ngành nghề, từ năm 2021, hợp tác xã kết nối thành công với công ty cổ phần thương mại dược vật tư y tế Khải Hà, tỉnh Thái Bình để sản xuất cây dược liệu ngắn ngày. Loại cây được hợp tác xã liên kết đưa vào trồng là cây địa hoàng. Do làm ăn có tín nhiệm, với diện tích ký kết ban đầu là một mẫu, đến nay hợp tác xã đã ký kết mở rộng diện tích lên 7 hectare. Điều đáng nói, toàn bộ sản phẩm được doanh nghiệp bao tiêu 100%. Tháng 9 năm trước chúng tôi trồng, thì đến tháng 3 sang năm chúng tôi đã được thu rồi. Thì hiệu quả kinh tế cây này thì rõ ràng là gấp 3, gấp 4 lần so với cây ngô, cây đỗ. Chúng tôi hiện nay đã làm chủ cái công nghệ về kỹ thuật trồng và kỹ thuật chăm sóc. Thì dự tính năm nay chúng tôi cũng đã thu nhập được khoảng từ 15 đến 17 triệu trên một sào. Hiện nay là toàn bộ cái sản lượng công ty sẽ bao tiêu bằng hết. Với truyền thống cần cù chịu khó, cộng với sự năng động, nhạy bén trong sản xuất kinh doanh, thu nhập của người dân trong xã không ngừng được tăng cao. Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 72,5 triệu đồng trên người trên năm. So với nhiều địa phương khác trong thành phố Hưng Yên và trong tỉnh, thì đây là con số còn rất khiêm tốn. Song với xuất phát điểm ở mức thấp, nhiều khó khăn như Tân Hưng, thì đây là những kết quả rất đáng trân trọng, ghi dấu sự nỗ lực vươn lên của người dân nơi đây. Cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, trong những năm qua, Tân Hưng còn đặc biệt quan tâm tới sự nghiệp giáo dục. Ngoài việc tranh thủ mọi nguồn lực hỗ trợ của các cấp, địa phương luôn quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, phục vụ có hiệu quả cho công tác giảng dạy của các nhà trường. Chính vì thế, chất lượng giáo dục không ngừng được nâng lên. Trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đều đạt chuẩn phổ cập giáo dục mức độ 3.
trong những cái năm trước đây thì ở trường chúng tôi có 7 điểm trường nằm rải rác ở 7 thôn, cơ sở vật chất thiếu thốn rất nhiều, bàn ghế cũng không có thì các cháu ngồi học đâu. Nhiều khi giáo viên phải mang chiếu nhà mình ra trải cho các con ngồi. Từ năm 2018 thì chúng tôi được tất cả 7 khu ấy dồn về khu tập trung này, thuận lợi hơn rất nhiều, nâng cao về trình độ cũng như là chất lượng chăm sóc và nuôi dạy các con. Nhằm tiếp tục hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí, trong những năm qua, với sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong xã, các đám hiếu hỉ ở Tân Hưng đã dần bỏ được tục lệ cỗ bản linh đình lãng phí. Nhiều thôn trong xã đã trở thành điểm sáng của các phong trào. Thôn Minh Khai, điểm sáng trong công tác xã hội hóa, làm đường điện cao áp trong thôn. Thôn Quang Trung, điển hình trong xây dựng các tuyến đường gắn camera an ninh. Thôn Việt Tiêu, tiêu biểu trong phát triển nghề bún đậu, gắn với làm hầm bioga, xử lý nước thải, đảm bảo vệ sinh môi trường. Và cùng là thôn điển hình duy trì phong trào chiều thứ sáu vì môi trường xanh sạch đẹp, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, tạo môi trường cảnh quan nông thôn mới, sạch đẹp, văn minh. Thôn Minh Khai là để nắm điểm về cái xây dựng khu cư nông thôn mới kiểu mẫu, tuyên truyền vận động nhân dân là xã hội hóa, làm đường điện thắp sáng đường quê, thì là thành phố rồi xã rồi thôn tham gia đóng góp. Năm 2022-2023 thì là bà con tham gia đóng góp vào tầm độ 300 triệu để xây dựng khuôn viên nhà văn hóa, về cái nếp sống văn hóa hầu như là tệ nạn xã hội không có. Là một địa phương có nhiều lợi thế, trên bến dưới thuyền, tiện đường giao thông, với sự cần cù chịu khó, năng động sáng tạo, người dân Tân Hưng đã làm cho làng quê mình thay đổi từng ngày. Kinh tế xã hội phát triển, đời sống của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thôn xóm được giữ vững, đã thực sự trở thành động lực, niềm tự hào của người dân Tân Hưng trên bước đường xây dựng quê hương. Dân trước tình đoàn kết xóm làng, thế nó vui vẻ nhiều lên, như già như chúng tôi cũng thấy, cũng muốn trẻ thêm cho ít nữa để mà sống hưởng được những cái nó mang lại quyền lợi cho dân, điện đóm đường sáng sủa thế. Trước thì thả gà thả chó sợ mất, nhưng đến bây giờ thì cái gì yên tâm, có khi quên cổng quên cửa cũng không sợ, không có ai đến quấy nhiễu gì cả, chúng tôi rất phấn khởi. Tôi cũng hay thường xuyên về quê hương và tôi thấy rằng địa phương chúng tôi đã thay đổi một cách rất là đáng kể, đặc biệt là từ khi sát nhập với thành phố Nghiên. Ủy ban xã mà ở một cái đình làng mà bây giờ đã có ban khang trang sạch đẹp, và các cái trường học của địa phương nó bây giờ rất là khang trang đổi mới. Tỷ lệ hộ nghèo là còn rất ít và đời sống nhân dân phát triển lên rất là nhiều. Tôi thấy rằng cái sự chỉ đạo rất sát sao của chính quyền địa phương và chỉ đạo rất chặt chẽ của các đồng chí lãnh đạo địa phương và cấp cơ sở nữa. Cho nên là đến nay thì địa phương chúng tôi nói chung là chưa gọi là đẹp so với nhiều các cái phường xã trên thành phố, nhưng mà tôi cho là cũng là một địa phương rất là phát triển. Hiện nay là Tân Hưng là rất thay đổi, bởi vì là một là cái kinh tế phát triển, nhiều ngành nghề, trên 6.000 nhân khẩu nhưng mà 2/3 là có nhà xây cao tầng, phấn khởi lắm chứ, bởi vì bây giờ chúng tôi thì là già rồi nhưng mà thấy là các đồng chí lãnh đạo bây giờ được đảng nhà nước quan tâm thì nói chung là dân là ấm no, nói chung là cuộc sống cái tỷ lệ nghèo thì ít thì không đáng kể. Cách đây khoảng 10 năm, ai có dịp đến với Tân Hưng, nay có dịp trở lại, chắc sẽ không khỏi ngỡ ngàng về những đổi thay của vùng đất này. Sự thay đổi ấy chính là Tân Hưng đang hiện thực hóa khát vọng trở thành một địa phương giàu đẹp, văn minh, một vùng quê đáng sống của tỉnh Hưng Yên. Trong bộ tiêu chí của chương trình Mục tiêu Quốc gia mới có 19 tiêu chí, thì chúng tôi tập trung cao vào cái tiêu chí 13. Bởi vì Tân Hưng là một xã thuần nông, cho nên tiêu chí 13 là tiêu chí thúc tổ chức sản xuất, thúc đẩy sản xuất và hoàn thiện cho cái tiêu chí số 17 về môi trường. Cái hướng thì từ nay đến 2025, chúng tôi phấn đấu là trên địa bàn xã giải quyết cơ bản về cái xử lý và phân loại rác thải tại hộ gia đình. Định hướng của Tân Hưng thì trong thời gian tới về tiếp tục nâng cấp cho nó đủ các cái tiêu chí về nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Phấn đấu đến hết 2025 chính thức Tân Hưng hoàn thành nông thôn mới kiểu mẫu, và phấn đấu đến 2030 thì phấn đấu lên phường. Về Tân Hưng hôm nay, diện mạo làng quê đã thay da đổi thịt, những con đường được nối dài, rộng rãi, khang trang sạch đẹp, những cánh đồng xanh mướt trù phú, những lồng bè đầy áp cá quanh năm. Đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, tình hình an ninh trật tự luôn được giữ vững.
Đây là minh chứng cho sự thành công trong việc phát huy tốt mọi nguồn lực xã hội, phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Tân Hưng.